cái cách mình thay cái lưỡi mấy cái cỏ nè. Đây mọi người sẽ thấy nè, này mọi người đưa vô đây ha, ở trong đây nó sẽ có một cái khớp, ngoài này sẽ có một cái lỗ ha. Đây người canh nghe nè, đó mình sẽ dùng một cái con ốc này nè, mình xỏ vô đây ha, để cho nó chịu lại, chịu cứng cái trục này lại. Xong bắt đầu mình sẽ đưa cái lưỡi vô đây ha, đây đưa cái lưỡi vô rồi, xong mình sẽ đưa một cái tấm này vô ha, theo chiều này, đây là chiều cong này nè, đó đó sát vô. Bắt đầu mình sẽ đưa cái thằng này vô ha, chống rung này vô. Rồi đây mình sẽ dặn, dặn theo chiều ngựa chiều kim đồng hồ nha, ngựa chiều kim đồng hồ. Đây đó, đó khi mình dặn nè, con ốc nè nó chịu cứng lại ha, và nó cứng cái nào mình lấy con ốc này ra đó, đó là mình xài thôi.